Nam Mô Sư Thích Ca Phật. Nam Mô Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Có những người ta nói gặp những đức là thấy mắc cười. Gặp mà mắc cười đặc biệt hơn là gặp mà thấy ghét. Nên chúng ta thống kê con người mà sống trong cái cõi này mà họ thường có nụ cười, họ thường vui, họ thường sống lạc quan. Thống kê những con người này đa phần là những con người sống có ý nghĩa nhất, và thêm nữa là sức khỏe và tuổi thọ tốt nhất. Họ sẽ làm được rất nhiều việc làm ý nghĩa trong cuộc đời này, đa phần. Giống như bà cụ Hứa Chiết, bà sống bao giờ bà nặng nề buồn khổ ai. Bà nói là cái vừa lòng không vừa lòng giống như mà đứng ở ngoài chợ mà thấy kẻ đi qua người đi lại, thấy người đông nhưng không biết mặt ai. Ý bà nói đối với chuyện thuận nghịch bà coi như cái xa lạ. Nên bà sống tuổi thọ rất là dài. Người ta hỏi bà cách dưỡng sinh bằng cách nào, bà nói không có buồn giận ai để trong tâm. Bà thường ha ha chứ không có hu hu. Một con người có thể lớn tuổi mà không già, thường vui. Như vị đấy, một loài hoa nở thì nhìn nó đẹp, chứ không ai nói hoa tàn mà đẹp. Nên một con người mà sống trong cuộc đời này mà sống có thể sống lạc quan được và có phương pháp giải thoát là đúng quá ý nghĩa. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập, đó là hãy cười lên cho đời hết khổ. Nhiều thứ nặng nề buồn khổ quá, chúng ta khổ làm chi. Nên nghĩa là những đức sống giết rồi, những đức kinh nghiệm. Bây giờ ai thích buồn, ai thích khổ kệ người ta, đó là cái thích của họ mà. Mình cứ sống cho nó đặc biệt trong tâm của mình. Mỗi ngày sống vui vẫn là mỗi là ngày có ý nghĩa đặc biệt. Như bản thân những đức từ sáng mở mắt ra lễ Phật một chút, xong xuống nấu ăn. Nấu ăn xong rồi lên chia sẻ Phật Pháp. Chia sẻ Phật Pháp xong thì cũng gần tới 10 giờ chuẩn bị ăn cơm. Thì niệm Phật hoặc lễ Phật gì một chút nữa, rồi xong ăn miếng cơm. Ăn miếng cơm xong nghỉ một chút, xong đi nấu ăn. Rồi nấu ăn xong rồi có khi gặp Phật tử, tiếp Phật tử này kia. Rồi tới thời gian chuẩn bị qua bên kia giảng Pháp. Tại vì những đức một tuần lễ, thí dụ như tối thứ hai là giảng ở bên Đạo Tràng Ba, tối thứ ba là chia sẻ Phật Pháp bên Hộ Pháp, tối thứ tư là hợp cái ban bên Đạo Tràng Ba bên nữ, và tăng với mấy chú là kết hợp lại là hai nhóm. Rồi xong về tới đây cũng gần 8 giờ thứ tư buổi tối. Tối thứ năm chia sẻ Phật Pháp bên Đại Tùng Lâm.
tối thứ sáu thì mấy cô mình buổi tối đó được nghỉ khi ngồi chơi các cô. Tối thứ bảy, sáng thứ bảy thì cộng tú, tối thứ bảy lớp đạo làm con, nghĩa là một tuần công việc xuyên suốt. Còn bây giờ chuẩn bị lễ thì như nãy ngồi cũng giảng được mấy bài pháp cho chuẩn bị bốn ngày lễ, giống như giảng 4 ngày để chuẩn bị những ngày đó mà có Phật tử mình đều có thời gian, khi gặp người ta hay tiếp người ta cũng có thời gian, mà những bài pháp mình giảng cũng vẫn giảng được. Thật sự quý vị là cái cảm giác học Phật của những đức bây giờ càng học Phật càng thấy thích thú 100%. Những đức sẽ không bao giờ bị tác dụng phụ dưới cái cuộc đời này nữa. Nghĩa là những người bên cạnh những đức mà họ được lo lắng đầy đủ cuộc sống của họ, chỉ có cái việc tu tập và tâm tư của họ, họ không giải quyết được là chuyện của họ. Tại vì sao? Vì mình đã lo cho họ hết lòng. Mỗi ngày người trên mà còn hoạt bát vui vẻ được thì mình người dưới không biết nặng nề cái gì. Trong cuộc đời những đức ngày xưa khi ở nhà, chỗ mà những đức mong cầu nhất khi còn nhỏ đó là ngày nào ba mình đừng đi nhậu. Và niềm vui lớn nhất của những đức lúc còn nhỏ là mong rằng chiều nay ba mẹ mình đừng quýnh lộn với nhau. Đó là niềm vui nhất. Dù là ăn cơm, trái cà, trái dưa leo gì, nhưng mà mong rằng chiều tối nay mẹ cha mình đừng quýnh lộn với nhau, đừng chửi lộn, vậy thôi. Một cái ý nghĩ rất đơn giản. Bây giờ quý vị được sống trong ngôi Tam Bảo đông như vậy, mà cuộc sống vì cơm ăn áo bặn, cuộc sống khi cần cái gì, thiếu cái gì đều có để chu cấp lo lắng cho mình. Như tuần này, như tháng này, tiền điện mới trả hồi sáng tính ra cũng 270 triệu. Quý vị thấy tới tháng tiền điện là trả, là sống à. Mình sống trong một cái hội chúng như vậy, một cái lực lượng con người đông như vậy mà mình được bình yên gì? Mình còn không vui được thì lý do gì? Không biết làm sao luôn. Vô chùa tu thì có phương pháp tu, pháp tu thì chuyên tu niệm Phật, thời khóa tu thì cực kỳ gọn, dễ tu vô cùng. Chưa bao giờ đưa lên tư tưởng là ép bức nặng nề về cái việc tu hành gì hết. Không có tư tưởng ép bức nặng nề. Từ nơi đó mà mình mà không tu tập được, mình không an lạc được là tại mình. Còn tư tưởng rồi đưa lên tư tưởng cho mình đầy đủ hết trơn rồi. Đừng có tăng âm thanh nữa nghe, âm thanh nhỏ nhỏ như nãy, những đức giảng nhẹ nhẹ được. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng mình đi tu tập, mình ở một cái đoàn thể gì quá hạnh phúc. Những đức nói nhớ là ngày xưa ở nhà mình, thật sự mà nói, mỗi năm tới Tết, nhớ có năm Tết ba những đức đi mượn 300 ngàn ăn Tết, mua 2 ký mấy thịt heo, mấy cái trứng vịt về để kho nồi kho tàu. Ba cho mình được 10 mấy ngàn bỏ trong túi, may cho mình được cái bộ đồ Rirama dưới quê ngày xưa là mừng lắm. Mình nghĩ rằng cuộc đời mình chưa bao giờ được sống những ngày tháng đặc biệt bình an như vậy. Nên bây giờ những đức trân quý Phật Pháp dữ lắm. Những đức nói thật sự với quý vị, quý vị đi tu tập mà gặp được một cái ngôi chùa như dưới cái sự quản lý của những đức là chúng ta cũng thật sự có phước lắm đó quý vị. Có phước lắm. Phật Pháp thì tu tập thì đa dạng phương pháp tu. Người thì lang thang ngoài đường, người thì cầm bình bát đi khắc thực, người thì chỗ nào cúng dường thì đến nhãn cúng dường để tu duyên tu phước, đa dạng cách hết chứ. Có những người thì tụng kinh đám ma cũng nhận tiền, đa dạng hết. Những đức nói quý vị rất là có phước. Những đức nói thiệt, tất cả quý thầy quý chú quý cô đến với những đức chưa từng bao giờ mà quý vị đi xè tay nhận ai một cắt bạc nào.
Đa phần chỉ có một mình những đức là người ta cúng dường những đức nhận tiền từ đôi tay để lo cho quý vị. Những đức nói mình đi tu mà được như vậy quá hạnh phúc. Nếu như để cá nhân mình tự lo không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nên còn không có niềm vui, không có nụ cười từ tâm thì mình đi tìm cái gì? Nhưng những đức ngồi họp với mấy cô bên đài Tùng Lâm, những đức nói chúng ta là bị cái tâm sai sử, bị cái tâm như con khỉ nhảy đầu này nhảy đầu kia sai sử mình. Trong chùa bình an vô cùng Tết nhất thì trong lòng lại mong mong mỏi muốn đi ra ngoài nhìn chợ hoa. Mà trong khi bước ra ngoài nhìn chợ hoa thì nhìn cái gì? Mấy cây hoa le que, quéo. Một cái căn nhà lùm tụp. Bước ra ngoài đi một vòng xong hít khói. Thế nặng nề vô cùng. Nên những đức nói rằng cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho mình cả đời tới chết được ở trong chùa. Đó là điều hạnh phúc nhất. Không còn mong mỏi, không nghĩ gì, ai đi đâu mặc kệ. Kẻ đến người đi mặc kệ. 3 năm, 5 năm, 10 năm gì gặp lại những đức cũng như vậy. Tiếp tục cứ như vậy mà sống. Sống đặc biệt vô cùng. Huynh đệ cùng thờ đi tu những đức. Kẻ đầu này, kẻ người đầu kia, đầu nọ, tùm lum. Lâu lâu gặp lại. Người nào cũng cảm thấy nhìn mình, cảm thấy trước mặt mình như thế nào, những đức không hiểu. Họ cảm thấy ngưỡng mộ. Vì sao? Ông ở được nơi hay vậy? Cái gì cũng do tập mà ra. Nên những đức nói rằng là cuộc sống con người đặt nặng vấn đề thì mình khó có niềm vui. Đúng ra việc của những đức mới là nặng nề cái tâm. Bây giờ nếu mà nói về muốn hỏi tiền mà không có tiền thì làm sao đấy? Làm sao mà bây giờ những đức chạy đi hỏi hòa thượng đấy? Làm sao hỏi hòa thượng đây? Mình còn trẻ gì để hỏi hòa thượng tiền bạc? Làm sao được đây? Cái ăn cái uống cuộc sống. Bây giờ chuẩn bị mai đồ cho cả chúng chùa, mấy điểm chùa. Đó. Có những cô, những thầy, những chú nói dạ thiếu đồ bạn làm. Những đức nói cứ lấy cái đồ mà mình có nhiều quá mà đồ mà không bạn làm đó, mình lấy mình bạn đi. Tại vì nếu mình để đó hoài chi, mình cứ lôi nó mình bạn đại đi. Mình bạn mai mốt cũ rồi mình mai đồ khác. Chứ nếu như mà mai đồ sáng sáng mà để bạn mà đi đâu giờ mình có đi đâu đâu. Thì không lẽ đi lên giảng không? Bạn gì không? Thì nó dư hoài. Thì thôi mình lôi nó ra mình bạn đại đi. Mình bạn tới nào cũ mai đồ khác. Chứ giờ đi mai đồ nâu hoài chỉ có đồ nâu mới bạn làm được hả? Đồ nào mà bạn làm không được. Mà chùa mình làm gì đâu. Bây giờ như trong bếp á, người mà phụ bếp với những đức á, chỉ có phụ bếp lao bếp đồ thì đồ nâu thì còn có thể. Tại vì sao? Vì cả cái việc làm trong bếp của chùa mình bây giờ mà cũng không có đến nỗi mà chạy lăng xăng nữa. Cả mà chiên sườn chay những đức cũng không phải như ngày xưa nữa. Không phải mà làm như những đức mà chạy lang thang lăng xăng. Quý vị, những người ở trong bếp nấu ăn, quý vị ngồi suy nghĩ đi. Phải là từ khi quý vị mà nấu ăn với những đức tới giờ vì ít phỏng không? Quý vị rất là ít phỏng. Vì sao? Vì những đức làm đó sao bị phỏng? Cái người mà làm mà mình phỏng á, mình làm chung mà mình bị dập tay dập chân á, là cái người trên đó là hấp tấp á. Một là hói, hai là hấp tấp, ba là họ không an định. Nên mình làm với họ là mình dễ té nè, dập tay dập chân nè, phỏng nè. Còn những đức thì làm rất từ tốn, có thời gian và tính toán, làm rất rõ ràng. Nên cái người làm với những đức á, nó gọn lắm, nó rất là khỏe. Nên từ khi mà làm với những đức tới bây giờ, để ý đi, ít có phỏng lắm. Người ít phỏng lắm, làm rất là gọn. Mà làm với những đức là đa phần có nụ cười. Tại vì sao? Thì không có nụ cười sao đồ ăn ngon. Cho quý vị biết đó, quý vị thống kê cái việc cha mẹ trong nhà và người lãnh đạo đi. Đa phần đều là dùng gương mặt nặng nề. Đi thống kê đi. Bây giờ quý vị làm một cái công việc nào đó, quý vị coi người lãnh đạo đa phần là gương mặt nặng nề. Đa phần họ gương mặt nặng nề. Trừ những người này học Phật pháp, đa phần đều họ gương mặt nặng nề hết. Từ cha mẹ hiện tại, người lãnh đạo,
người đứng ở kinh doanh, người đi làm ăn, đa phần là gương mặt nặng nề. Quý vị đi thống kê đi, phải không? Quý vị thấy những đức nuôi 2.000 con người, quý vị thấy có bao giờ mấy bao nhiêu lần mà gương mặt những đức nặng nề không? Vì sao? Những đức không dạy gì đi sống nặng nề. Thật sự mình không dạy gì đi sống nặng nề làm cái gì. Cái chuyện làm là mình phải làm đó, mình nặng nề làm cái gì đó. Nên đó là gọi là người trên mà gọi là lo nhiều việc đó nghe quý vị. Người trên lo bao nhiêu chuyện đó nghe. Nhà Đức thường nói câu này không biết bao nhiêu lần mà nói để găng quý vị. Người trên là lo bao nhiêu chuyện đó. Vì thấy những đứa giống là con người bình thản, không lo chuyện gì, chạy lăng xăng giỡn với các cụ, chơi các cụ. Người ta không hiểu rằng những đức dùng phương pháp đó để mà những đức sống và tu. Và cũng vì ngay phương pháp đó mà những đức làm được bao nhiêu chuyện. Có nghĩa là ngay phương pháp sống vui, sống nhẹ nhàng, sống an lạc mà những đức làm bao nhiêu chuyện đều nhẹ nhàng hết. Và bất cứ việc gì đến với những đức cực kỳ nhẹ nhàng luôn, rất nhẹ nhàng. Nên chùa mình không có đặt vấn đề nói rằng là người này là quá quan trọng gì mà họ không tu nữa thầy có bị ảnh hưởng gì không. Không có. Chỉ còn có những đức là việc gì cũng nhẹ. Có những đức thì việc gì cũng nhẹ hết. Tại vì sao? Vì tất cả việc đều nằm trong tầm tay những đức hết. Không có việc gì mà đối với những đức nặng nề hết. Nên mình rất là mừng mình gặp được một người lãnh đạo mà như vậy. Nếu không, chàng ơi, họ mỗi ngày nào là cái tâm tư nặng nề, họ sổ cho mình cũng chết. Họ hết buồn cái này, họ giận cái kia, họ trách cái này, họ nói cái nọ, mình nặng nề chết mồ luôn. Còn quý vị coi, ví dụ như một khâu nhỏ thôi, ví dụ như chăm các cụ già, ai cũng là người chăm các cụ già. Nếu nói về áp lực thì ai cũng là áp lực, đâu phải một mình đâu. Người ta cũng đi chăm các cụ, có khi người ta cũng bị mấy bà cụ chửi. Bản thân của mình đi áp lực thêm cho người ta thì bản thân mình dại quá. Vì sao? Vì người ta cũng chăm các cụ, mình cũng chăm các cụ. Mình đi ôm trách nhiệm là bản thân mình là trách nhiệm lớn nhất. Vậy bản thân mình cũng làm như người ta mà. Bản thân mình tại sao không đem cái vai trò mà đặt vấn đề mình nặng nề đó để cho rằng bản thân của mình cũng làm giống như người ta. Bản thân mình chỉ được giao công chuyện thôi, chứ ngoài ra lớn thì ai cũng làm việc như nhau. Thật sự. Nếu mình mà như vậy thì quý vị biết rằng có người bị nhẹ nhàng cỡ nào. Nếu như nói về chùa mình mà nói lo, những đứa cũng không biết lo đến mức nào. 2.000 con người lo làm sao đây quý vị? Mà còn phải giải quyết vấn đề con người, tính tình con người nữa à? Rồi mấy bà già bà tưng tưng nữa chứ, đâu phải chuyện giỡn đâu quý vị đó. Vậy mà người ta mỗi ngày người ta còn có nụ cười. Người ta lúc nào ta thật sự ngay trong tâm những đức nghe quý vị. Những đức nghĩ rất là nhiều cách làm sao cho cái người ta ở trong chùa mình ta cười á. Những đức nghĩ nhiều cách làm sao cho Phật tử đi đến chùa được cười quý vị đó. Những đức chưa bao giờ mà những đức nghĩ rằng bản thân mình có một cái áp lực gì á. Chưa mà có một cái áp lực gì từ nhân sự cho đến tiền bạc vật chất gì luôn. Mà luôn luôn là mong cho cái người ta ở trong chùa mình á, người ta ở đây người ta được có niềm vui. Những đức nghĩ cho người ta vậy đó. Bây giờ tất cả các cô ngồi mà suy nghĩ đi, các cô nghe những lời này để một ngày nào á, nếu như các cô không ở trong chùa nữa mà các cô đi về đời á, hay đi đâu đó, các cô hãy nhớ lại những gì những đức nhắc nhở các cô. Phải rõ ràng không? Có khi các cô ăn không thiếu cái gì chứ nghe, mà những đức mà nói mà khi nghĩ hay gì, những đức nói là mua cái đó thêm đi ăn đi. Trong lòng những đức muốn cho mấy cô là được có cái ăn thêm, được có cái đó bận thêm, được có cái này, được có cái kia. Phải là gì những đức nghĩ mong các cô vui không? Nên á, vừa nghĩ về cái vật chất nha quý vị, mà vừa nghĩ về cái tâm tư. Những đức nói chuyện cũng chọc họ vui vẻ này kia. Người ta ngoài đời người ta cũng có những người ta cũng nghĩ gì nữa, vị làm chồng người ta cũng nghĩ gì nè. Bà sống với tôi bà có thiếu gì đâu, bà đầy đủ quá trời luôn mà. Nhà cửa xe cộ,
rồi phòng ốc, bà thấy bà có thiếu gì không? Không có thiếu cái gì chứ, phải không? Vậy là được rồi, bà vậy là bà là phước cha mẹ người ta đó nghe. Nhưng mà cái bà làm vợ này bà nói một câu: tôi chỉ thiếu có một cái là bản thân của tôi cảm thấy ông rất nặng nề. Thiếu chỗ này. Ông rất là nặng nề. Tôi thấy ông rất là nặng nề. Ông biết rằng ông lo tôi rất đầy đủ, nhưng ông rất nặng nề. Ông không có cái việc mà trải lòng giữa một tình người, tình cảm với nhau. Tôi cảm thấy cái vật chất này đến với tôi đi chăng nữa nó cũng khô cằn sỏi đá. Tôi rất là cần ông làm sao con người ông có niềm vui, có sự an lạc. Khi nói chuyện với vợ, với con, ông cảm thấy ông có niềm vui, ông nhẹ nhàng, ông nói chuyện thoải mái. Đó là cái mà tôi cần nhiều nhất đối với ông. Còn bây giờ vật chất là tôi không thiếu, nhưng mà nó rất là khô cằn sỏi đá. Quý vị coi những đức nói chuyện một ngày, quý vị lúc nào cũng có cái cười. Đa phần ít có bao giờ mà những đức tạo ra một cái áp lực cho đối với đại chúng, cuộc sống và tâm tư. Những điều đó quý vị đã có được. Nếu như một người ở trong chùa mình mà tu tập không được, những đức nói rằng chính quý vị là người không muốn tu. Người không muốn tu. Chỉ có lý do này thôi. Và khi phước duyên mình đã giảm rồi, nó chuyển hoàn cảnh mình phải khổ. Nó chuyển hoàn cảnh mình khổ. Đó. Quý vị nhớ rằng cái tâm an định, khi mình tu tập mà tâm mình không an định, nó sẽ chuyển hóa mình. Nó làm cho mình rất là lạ kỳ nha quý vị. Rất là lạ kỳ. Lúc trước những đứa có mấy huynh đệ, ông đang tu hành gì, tự nhiên ông nghe đệ tử quy một cái, tự nhiên sao biết không? Ông nói rằng ông bây giờ phải về nhà chăm cha chăm mẹ, cuối cùng về nhà nghỉ tu luôn, làm phiền cha mẹ. Lúc trước ở đây có cô Lon, cô cũng nghĩ đến con, cô còn nhỏ. Rồi mẹ cổ bên ngoài, cô ở ngoài cô đi làm để lo cho con. Những đức nói cuối cùng đi làm cũng gần được mẹ bao nhiêu thời gian. Phải chứ ở chùa là gần được mẹ rồi, nhưng khi đi làm có gần được mẹ bao nhiêu thời gian? Con gái thì mười mấy tuổi gì cũng có chồng, bây giờ cũng lao theo cái dòng xoáy cuộc đời. Có nhiều người nói với những đức một câu rằng: thầy ơi, con ở đây, sau này con không ở nữa, sau này con có cơ hội con quay lại, thầy cho con cơ hội nghe thầy. Những đức nói, những đức luôn luôn cho người cơ hội, nhưng quý vị có cơ hội quay lại hay không? Quý vị có cơ hội quay lại hay không? Xin thưa quý vị, quý vị ở trong chùa mà chính cái phước duyên bình an này, quý vị coi, có một gia đình ai biệt thự lớn mà có một cái vườn hoa và có một hoàn cảnh này cho quý vị sống không? Trên thành phố, những đức là người ở mười mấy năm, nhà có giàu cỡ nào cũng là một ngôi nhà kinh doanh, hoặc là thiệt là giàu nhà mấy tầng thì cho thuê ở bên dưới, hoặc là trên lầu để cho người ta ở, hoặc bên dưới để cho người ta kinh doanh. Mình ở một cái từng nhà nào thôi, ở gì đó. Tại vì sao phải kiếm tiền thêm? Làm gì chúng ta có một hoàn cảnh rộng rãi như vậy để mà sống? Nhưng mà quý vị ở hoàn cảnh này mà quý vị lại bị hạ cấp. Vì đã hạ rồi, ở trong chùa quý vị còn đi hạ ra ngoài. Mà đã ra ngoài làm sao quý vị có phước hơn ở trong chùa? Mà đã là phước nó thiếu rồi, làm sao quý vị quay lại hoàn cảnh phước dày? Nói thì nói câu phòng chơi vậy thôi. Bạn đi đâu đi, sau này có cơ hội trở lại thầy vẫn cho bạn cơ hội. Câu ăn tình thòng chơi một chút thôi. Thống kê tất cả những người đã từng đi và quay lại ở, vì có thấy mấy người không? Và ở được không? Vì sao? Vì phước duyên bị không đủ để ở hoàn cảnh này. Bị vô bị cảm thấy rất nặng nề, ở không có được. Bao nhiêu người nhìn ngó bạn, bạn ở không có được. Nên cái người tu hành giống như leo núi vậy đó. Bạn gặp một tảng đá cao thì bạn phải leo qua, chứ không phải là gặp tảng đá cao bạn đi xuống lại. Thật sự mà nói, thời gian ở dưới chân núi mà đi lên tới chót núi, mà gặp một tảng đá cao khi chuẩn bị đi đến tới chót núi mà bạn lại đi xuống chân núi lại, kêu bạn đi lên lại, bạn đi lên lại chưa được tới cái cục đá mà bạn đã đi lùi lại, thì bạn đã đi xuống nữa rồi. Bạn đi xuống thì một lần nữa, thì bản thân của bạn làm gì có kiên nhẫn để leo lên cái chót núi này? Khó lắm, cực kỳ khó. Nên người tu hành á, phải kiên nhẫn và phải có sự kiên định. Và chúng ta phải có định hướng rất rõ ràng trong cái cuộc đời của chúng ta. Định hướng của những đức là nhìn từ ông cố nội những đức dài xuống, cho quý vị biết 100% luôn. Con người ta không biết có nhìn như những đức hay không. Quý vị cứ nói những đức là người thiếu học, nói chuyện rất là thô. Quý vị nếu như là người thông minh một chút
quý vị sẽ nhìn ra liền. Từ đời ông nội những đức dài xuống những đức nhìn. Nhìn cái gì? Đời ông nội những đức khi chết đi được cái gì? Đời cha những đức chết đi được cái gì? Đời ông ngoại, bà ngoại những đức chết đi được cái gì? Rồi tiếp tục đời ba những đức chết đi, nhiều người chết đi được cái gì? Những đức đã nhìn qua mấy đời, tới đời những đức chọn một phương hướng mới. Tới đời mình chọn một phương hướng mới. Đó. Nên cái góc độ chọn lựa đó đó, quý vị phải nhìn nó mới sâu sắc đó. Vì nếu không chúng ta vẫn là những con người đi qua một đời vô nghĩa. Nên chúng ta phải sống làm sao một đời đi qua có ý nghĩa. Nên khi ra đi thì nở nụ cười. Bạn phải sống làm sao có ý nghĩa chứ. Nên chúng ta có được cái cơ hội này, những người còn trẻ thật sự nếu có tư tưởng, thật sự mà nói có tư tưởng, cùng có tư tưởng sống với nhau tuyệt vời lắm quý vị. Xin thưa quý vị, những đứa không mấy lần ngồi nói chuyện với những người mà cùng tư tưởng. Trong đạo tu tập bao nhiêu năm, mười mấy năm nay, ít có bao giờ những đứa ngồi nói chuyện với ai mà đồng tư tưởng lắm. Nói thì nói thôi, chơi thì chơi thôi, cười thì cười thôi, giả điên đại để sống với nhau. Còn để tìm người thật sự có tư tưởng, để đồng chí hướng, không tìm ra được một người. Không tìm ra được người nào cả. Quý vị nói với những đức, có khi tại sao thầy nói chuyện với con nói ít gì? Vì không có chuyện gì để nói cả. Chỉ vài câu gạo dơ cho vui giả lả thôi. Vì sao? Vì nó không đồng chí hướng. Không đồng chí hướng. Tại vì sao? Cái chí hướng những đức nó không có nhỏ đâu quý vị à. Nó không có nhỏ đâu. Nên khi đi tu tập mình thấy đúng là Phật Pháp đã cho mình một phương hướng sống rất là ý nghĩa. Nên những đức nói rằng, những đức nhìn từ đời ông nội những đức dài xuống tới bây giờ, và những đức coi lịch sử bao nhiêu người làm vua, những đức nhìn dài xuống từng đời lịch sử đã đi qua, chúng ta phải chọn phương hướng. Và chúng ta thấy Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài chọn phương hướng giùm cho chúng ta. Cuộc đời Ngài có tất cả và có đầy đủ vô cùng, cuối cùng Ngài dẫn đi tu. Ta không đi tu ta làm gì? Đúng, rõ ràng Phật Pháp mới là điểm hướng thượng cao cấp nhất. Phật Pháp mới là chỗ hướng thượng cao cấp nhất. Và Phật Pháp có thể giúp cho chúng ta thông tình đạt lý. Trong cuộc đời này quý vị nhớ, nếu quý vị học Phật thật sự hiểu thì Phật Pháp sẽ cho quý vị thông tình đạt lý. Tự nhiên quý vị sống trong mọi hoàn cảnh luôn, trong hoàn cảnh nào quý vị sống cũng rất đặc biệt 100% luôn. Bây giờ quý vị bỏ những đứa sống ở đâu, những đứa sống cũng vui. Vì hạng người nào những đứa cũng sống chung được. Nên những đứa sống rất là vui. Hồi sáng có một cô gặp những đứa nói, Thầy, con bé này sống gần với con, bây giờ nó kêu con bằng mẹ con thầy ơi. Những đứa nói lại một câu, bỏ cha bỏ mẹ ở nhà rồi thêm mẹ làm chi nữa. Đừng có thêm nữa. Sống với ai cũng là cái phiền não nhất là gì? Là bị chấp nhất. Vì cảm thấy quý mến quá. Chúng ta cảm thấy ai cũng quý mến hết trơn thì đúng là quá tự tại. Tại vì sao? Vì như vậy nó không có sự ràng buộc. Sống với ai mà người ta ràng buộc mình để sanh phiền não thì tự mình sợ sợi dây đó ra. Quý vị phải nhớ kỹ, sự ràng buộc của tình cảm là sự phiền não của khổ đau. Con người sống không có tình cảm thì không được. Nhưng mà tình cảm với cái giả lả trong cái cõi đời giả tạm này thôi. Còn cái phương hướng của mình là phương hướng giải thoát. Đã xa cha xa mẹ rồi, đi tu tập, không có thầy, không có cái chuyện mà cha mẹ nữa. Chỉ có thầy hướng dẫn, chứ không có cha mẹ. Nên những đức nói rằng, mình đã xa cha xa mẹ, mình nhận cha mẹ nuôi làm gì? Mình hãy thương con người ta bằng cả tấm lòng đi là đủ rồi. Lấy cái danh tự đó làm gì? Danh tự đó là sự chói buộc. Xa gia đình, xa cha, xa mẹ cũng là điều khó. Tạo thêm cha mẹ mới làm chi? Tạo thêm con nữa làm gì? Nó, như có những người có một đứa con, tôi cảm thấy khổ chết. Đi nhận đứa con khác làm gì? Sự chói buộc đó có tốt đẹp gì đâu. Nên nhận thức được thì tự nhiên bị học Phật rất tự tại, rất là vui sướng. Có nhiều người họ trong chùa cũng cả chục năm đó quý vị, họ cảm giác cái Phật Pháp không có gì sâu sắc nha. Vì sao quý vị biết không?
Vì họ không biết cái việc làm họ là quan trọng, họ không biết cái việc làm họ là ý nghĩa, họ không nhìn được ngày xưa họ ở ngoài đời họ làm cái gì, và bản thân của họ nếu không đi tu họ làm được cái gì khi họ ở ngoài đời. Có một cái cô này ngày xưa, cổ ngoài đời, cổ làm cái nghề vỗ móng tay móng chân, cắt móng tay móng chân. Sau này cổ vô chùa tu. Nhưng Đức hỏi cổ, nếu 10 năm nay cô không đi tu, cô ngoài đời làm cái gì? Dạ nói con là chắc có thể làm chủ dạy người ta cắt móng tay móng chân thầy, mà làm tóc làm đẹp cho người. Nhưng Đức hỏi cổ, với công việc cô bây giờ, với so sánh với công việc đó, cô thấy làm sao? Nhưng Đức nói, việc trong ngôi Tam Bảo thì thôi quá ý nghĩa rồi thầy. Quá ý nghĩa. Và bạn bè của con bây giờ, hiện tại có những đứa chưa được làm chủ, dẫn đi làm công người ta, và mỗi ngày phải soi bói như vậy để kiếm tiền. Còn con bây giờ được sống những ngày tháng có ý nghĩa. Cuộc sống con rất ý nghĩa. Phải nhận thức con đường của mình khi gặp được, thì tự nhiên con đường này mình đi mình mới thấy thích thú. Phải nhận thức con đường này mình mới thấy thích thú. Có cái cô này ngày xưa ở ngoài đời học bên nha khoa. Như Đức hỏi cô, 10 năm cô đi tu, nếu 10 năm nay cô không đi tu, cô ở ngoài đời làm gì? Làm răng. Cô thấy người ta làm răng, cô thấy người ta mang bao tay không? Bịt khẩu trang. Vì sao cô biết không? Vì không mang bao tay, dơ quá. Tại sao bịt khẩu trang? Vì hôi quá. Còn hôm nay cô được đi vô ngôi nhà Tam Bảo, cô làm cái gì? Cô không nhận thức được điều này thì 10 năm cô trong đạo cũng là vô ích. 10 năm trong đạo cũng là vô ích. Thật sự đó. Nên có nhiều người ở trong chùa họ không hiểu, họ đi nhìn cái người ngoài đời lâu lâu vô tung tăng, họ ngưỡng mộ người ta, họ không hiểu chút nào. Việc này ngày xưa ngoài đời như thế đã hiểu rồi. Sự tung tăng của mình có 2-3 ngày nghỉ lễ, lâu lâu vô thứ bảy chủ nhật. Nhưng quý vị chưa biết cái trả giá của mấy ngày bình thường quý vị phải làm gì đâu. Việc này như Đức quá hiểu rồi quý vị. Làm sao gạt được những Đức. Nên cả ca sĩ nổi tiếng đi chăng nữa, làm sao gạt được những Đức. Vì cái vai trò này như Đức hiểu quá. Ngày xưa những Đức sống trên thành phố, gần trống đồng, gần ca sĩ, mỗi ngày gặp ca sĩ. Thêm cái nữa là gì? Ca sĩ đóng, diễn viên đóng phim, ca sĩ hát ca chỗ này chỗ nọ, cơm giao đến cho họ. Lâu lâu họ đi đến đây, quý vị mời họ ngồi ăn cơm vậy là cũng được lắm rồi. Có nhiều khi họ đi lưu diễn hoặc là đi đóng phim, chỗ nào đóng phim ăn cơm chỗ đó, chỗ nào hát đang quay phim là phải ăn cơm chỗ đó. Kêu cơm hộp đem lỡ tới chỗ, họ ngồi chỗ đó, có khi ngoài nắng che dù hoặc là gốc cây ngồi ăn. Họ rất là vất vả, không đơn giản đâu quý vị. Chúng ta không hiểu được sự hào nhoáng của người khác, họ phải trả một cái giá gì trong cuộc đời đâu mà không hiểu đâu. Có nhiều người quý vị biết rằng trên thành phố bận đồ sang trọng như bà hoàng, bước vào chỗ làm là chỗ gì? Cặp tay với một ông già. Quý vị mà từng sống thành phố vì sẽ hiểu liền gì đâu, không phải quơ đũa cả nắm. Nhưng rất nhiều cô gái đẹp, những đoạn đường cao cấp trên thành phố, nhìn cao ráo rất là đẹp. Sự hào nhoáng đó, người ở đây không hiểu, chỉ cần nhìn cái công nhận đẹp, ngưỡng mộ thiệt luôn đó nghe. Quý vị bước vào chỗ làm họ, quý vị sẽ cảm giác như thế nào khi quý vị cặp tay với một ông già đáng tuổi, ông nội, ông ngoại mình, chỉ cần có tiền đó. Nên người ta nói có tiền mua tiên cũng được, là lý do gì? Là vì chúng ta cần tiền, nên dùng đồng tiền có thể mua được tất cả những gì chúng ta cần thiết. Còn nếu như mà nói về có cái sự an lạc đạo đức, có cái niềm vui trong Phật Pháp, có sự giải thoát, thì đồng tiền này khó mua lắm. Dù vì có tiền vì cũng không có được niềm vui này nữa. Nhưng mà đòi hỏi quý vị là người học Phật, vì phải cảm nhận như thế nào kìa, phải nhận thức con đường đi như thế nào kìa, thì nó mới là cảm nhận được Phật Pháp. Còn nếu như quý vị sống cho qua ngày, sống buông trôi, hoặc không nhìn được từ gia đình mình, từ đời ông bà mình, và đời mình ở ngoài đời cái gì, làm cái gì, rồi dù vì có học đó, quý vị bước ra ngoài cũng đi làm công nhân, quý vị có thể làm được cái khâu mà bản thân quý vị học ra trường rồi được cái việc đó, khó lắm. Bây giờ quý vị đi học một cái ngành đó, ra trường có bằng cấp, quý vị cũng chưa chắc là quý vị có thể làm đúng như cái việc làm của quý vị đã từng học ra trường. Chưa chắc.
Xin thưa quý vị, bây giờ bằng cấp đại học thừa lắm, bằng cấp rất là thừa. Học ra bác sĩ quý vị cũng bị thừa luôn. Nên từ nơi đó có khi bỏ cái thời gian học rất là lâu, nhưng bạn lại không chọn được một cái nghề mà bạn đã từng học ra. Bắt buộc bạn phải đi làm cái việc đơn giản nhất. Bạn không làm thì không được. Nên người có bằng cấp cao thường khó xin việc làm là vì sao? Vì cái thời gian học của họ quá nhiều. Bây giờ kêu họ làm việc bình thường lãnh lương ít họ không chịu. Nên họ phải chọn công việc làm như thế nào mà phù hợp với cái đồng lương mà họ đã từng bỏ ra quá nhiều tiền để đi học, bỏ công quá nhiều để được cái bằng cấp này. Bằng cấp của họ cầm bây giờ cao quá, kêu họ làm một cái việc quá thấp, họ không thể nào đồng tình được quý vị à. Nhưng mà một con người muốn làm được một cái công việc mà phù hợp với cái bằng cấp của mình là quý vị phải trải nghiệm qua những công việc đơn giản, nhiều công việc gom lại, kết hợp lại, quý vị mới làm cái việc mà cái khâu quý vị làm nó mới trở thành thật sự người có kinh nghiệm. Thật sự người có kinh nghiệm. Cuộc đời nó đã dạy Nhật Đức một kinh nghiệm. Và sự hào nhoáng trong cái xã hội đã cho Nhật Đức thấy cái vết màng của phía sau không đơn giản như mình nghĩ. Không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nhiều đứa nhỏ đây nó không biết gì đâu quý vị à. Nó tưởng đâu cái sự xa hoa của xã hội đó là cái muôn màu muôn vẻ, nó bị lôi cuốn theo. Không phải như quý vị nghĩ. Không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Thật sự đó, đó. Nên á, cái cuộc sống trên thành thị nhìn thì thấy như vậy, nó không đơn giản như mình nghĩ. Còn quý vị bước vào cái việc vợ chồng với nhau còn không đơn giản nữa. Dính vào cái chuyện vợ chồng không đơn giản nữa. Bây giờ những đứa có người bạn như bạn Tài dính vô cái chuyện vợ chồng một đứa con trai thôi, không đơn giản rồi đó. Bạn phải lam lũ cực khổ vô cùng. Nó rất là cực. Thấy không? Nếu mà nói ra cuộc đời những đứa rất là cực hơn bạn ngày xưa. Những đứa rất là khổ, nhà những đứa rất nghèo hơn bạn. Nhưng may mắn thay những đứa gặp được Phật Pháp. Nếu như những đứa mà bây giờ mà không gặp Phật Pháp, thật sự mà nói không biết mình với bạn còn thân với nhau hay không. Vì sao? Vì tôi quá lầy. Tôi ăn nhậu tôi quá lầy. Bây giờ không có người vợ nào chấp nhận. Một người bạn mà cứ gặp chồng mình là ăn nhậu say sưa, say xỉn. Nhậu quá lầy như vậy được. Và mỗi lần nhậu với bạn thì nếu mà vợ bạn từ từ không đồng tình, không lẽ bây giờ bạn chọn tôi không chọn vợ sao? Từ nó đó rất là khó. Nên may mắn những đứa đi tu, những đứa không ăn nhậu nữa. Nên tự nhiên tình bạn gặp lại với nhau lúc nào cũng tỉnh táo. Tỉnh táo mới tình bạn càng ngày càng sâu đậm. Thí dụ như những đứa quen anh Bình trên thành phố, nếu như bản thân những đứa mà không đi tu, làm sao những đứa lo cho ba anh Bình và mẹ anh Bình? Những đứa còn làm phiền anh không chừng nữa. Thấy chưa? Nhờ Phật Pháp vừa lo cho được bản thân mình mà vừa cho giúp được rất nhiều người. Bên cạnh mình còn mấy ngàn người nữa, còn tổ chức chương trình là mấy chục ngàn người nữa. Tại sao quý vị không nhìn Phật Pháp số 1? Quý vị không nhìn Phật Pháp đặc biệt. Quá đặc biệt rồi. Nó quá tuyệt vời, nó ngoài sự tuyệt vời. Nó hơn cả cái đặc biệt bình thường. Nên cái người mà ở trong đạo mà bước ra ngoài đi làm công và đi xè tay lãnh lương, những đức nói tại quý vị chưa có cảm nhận này. Những đức có chết tại chỗ bây giờ cũng lết cho trong tam bảo mà sống. Tại vì sao? Không đơn giản. Từ khi ngoài đời là ngoài đời tới bây giờ. Chứ đã bước vào đây rồi mà nói cái chuyện bây giờ mà nói bước ra ngoài đi làm mà xè tay lấy tiền, không làm được rồi. Vì sao? Vì không đơn giản như mình nghĩ nữa đâu. Đó. Nên cái cuộc sống này nó hướng thượng mình, nó làm cho tâm mình hướng đến giải thoát rồi. Nó không còn đặt để tiền bạc đó nữa. Nên cái người ở trong chùa mình mà bây giờ mà nói tới cái chuyện mà không tu mà đi ra ngoài đời mà đi làm, còn nói đi về nhà để tu, bạn nói tôi mắc cười quá. Bạn nói tôi mắc cười quá. Bạn cứ nghĩ đi, ở trong chùa nó đông một ề như vậy mà bạn tu còn không được, bạn đi về nhà tu. Bạn đi làm cái gì không hiểu luôn. Sao mà tu quý vị? Quý vị coi có ai mà lớn gì mà đi về nhà mà ta để cho quý vị ngồi ở không không? Cha mẹ mà có nuôi bây giờ cha mẹ cũng đi qua lại nói câu mày cái thứ lớn đầu lớn cổ mà ở không làm biếng làm nhát vậy hả mày? Thấy chưa? Sao mình ở trong nhà được đấy? Còn nếu mà sống với anh chị em, quý vị không có ở không được buổi nào hết trơn á.
giỏi lắm thì bị dìa cho bị nghỉ một tuần đó, để đẩy tóc dài dài một chút đó, rồi chuẩn bị kiếm cái việc gì cho quý vị đi làm đi. Chứ đi ra đi vô mà gặp quý vị nằm chân ướn đó, nó mệt mỏi lắm đó. Chính quý vị cũng sống không nổi đâu. Nên cho quý vị biết rằng cái cuộc đời này mình có điều kiện thì nó đỡ, mình không có điều kiện mà nói gì bà con dòng họ giàu thôi. Cái chuyện này thật sự mà nói nó quá sâu đậm từ tâm mà. Bạn chỉ có thể khè người khác là dòng họ tôi giàu lắm, bạn nói dòng họ tôi giàu lắm vì cái xã hội bạn thích, giống như là bạn muốn có cái danh tiếng dòng họ tôi giàu lắm. Đi ngang dòng họ tôi có căn nhà biệt thự ở nhà dòng họ tôi đó, nhà anh tôi đó, nhà em tôi đó, nhà ông cố tổ tôi đó. Quý vị ơi, đó là nhà của họ quý vị ơi, chứ không phải nhà của mình đâu quý vị ơi. Hãy sâu sắc đi, nhà của họ mà ta còn phải giấu luôn nữa, nếu họ đối xử với chúng ta tệ, dòng họ bà con của chúng ta không thể nào nói được, vì nói mắc mặt quá, phải ôm nén vào tâm, phải chịu đựng. Anh có khi làm những việc tệ với mình, phải ôm nén vào tâm mà chịu đó. Trong cái cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ, con người nó có thể vì vật chất mà đá đổ đi tình người. Những đức với bạn tài, nhờ những đức biết tu nên bạn bè với nhau gặp nhau mới gì. Nếu những đức mà không biết tu khó lắm, thờ thế thay đổi. Bạn có vợ, tôi cũng có vợ, biết đâu vợ tôi với vợ bạn nó đều là có tính nết của phụ nữ hẹp hòi, mỗi đứa nó đều chích một câu với tôi với bạn, tôi với bạn sẽ mất tình bạn. Không đơn giản đâu, nhờ chúng ta biết tu và nhờ những đức đi tu cũng có duyên phước. Chứ nếu như đi tu mà ở Bình Bát mỗi ngày thì thật sự mà nói bạn gặp tôi cũng thấy thôi tôi sợ bạn luôn. Sao mà kỳ vậy trời. Hồi đó ngoài đời cỡ nào cũng đi làm, rồi tối anh em đi nhậu đồ chút đỉnh, giờ tự nhiên sao bạn đi tu chi, bạn tu cái môn gì mà bây giờ mỗi ngày tôi đi ngang chợ mà gì Xuân, Mỹ Xuân, thấy trời ơi bạn tôi đứng cầm Bình Bát, tôi đi ngang, đúng là tôi chưa bịt khẩu trang, tôi gặp bạn bịt khẩu trang luôn. Tại vì sao? Chạy ngang gặp bạn đang cầm Bình Bát thì khắc thực, không lẽ giờ tôi đi ngang tôi bố thí cho bạn vài đồng. Vì thế thê thảm không? Nếu như đức đi tu mà không phải là gặp tịnh độ và cái duyên này thì làm sao đây quý vị? Giờ anh chị em người thân gặp dưới quê mình, ta bây giờ nghe nói Hiện đi tu mà nghe nói lang thang ngoài chợ tràn ô. Nó bây giờ mà có cái đám ma nào là có mặt nó đến liền. Mà cho hồi xưa nó hô mà giờ nó còn hô hơn hồi xưa nó quơ. Mỏ nhậu quét à, hốc hát hết trơn. Nó thấy không? Nên từ nơi đó mỗi người mình phải nhận thức quý vị. Nó. Khi mỗi người mình nhận thức được điều này là mình thấy con đường mình đi tu mình chọn lựa sự đặc biệt quá. Thật sự mà nói chùa mình là duyên phước lớn đó quý vị. Nên Phật tử mà đi đến chùa mình duyên phước cũng không nhỏ đâu. Thì nghe cái câu không, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Cái nơi mà vị đến mà nơi có phước là vì do có phước vị mới đến nơi đó đó. Thí dụ như ngôi chùa nó đầy đủ vị lợi, quý vị sẽ thấy bình an. Ngôi chùa này mà ngày nào vị đến đây, quý vị vô quý vị cũng nghe Đức nói một câu. Sáng nay còn có một bao gạo một, ngày nay nấu hết trơn. Mà chùa mình ngày nấu cả chục bao gạo, mười mấy bao gạo mà còn có một bao sao mà nấu. Sáng còn có một bao 25 kg. Tội nghiệp mấy bà già lớn tuổi, sáng nấu nồi cháo, múc cho mỗi bà miếng nước cháo. Còn mấy đứa còn trẻ trẻ thì có vài hộp gạo. Thấy nó còn trẻ, tội nghiệp cho nó vài hộp gạo để mà đỡ đau bao tử. Còn tội mấy bà già sáng nay húp nước cháo không, rồi bữa nay bà lên bà tu, tàu ơi bà kia bà lễ mà té hết mừ bà xỉu đem vô, vì đói quá húp nước cháo không.
xỉu lộp đột đi lang thang. Lại Phật không nổi, bà đói quá bà lại Phật mà bà lại xuống một cái, bà lại xuống một cái mà bà nằm đó bà chịu bốn lại bà mới đứng lên nổi. Đi coi quý vị nghe vậy, bây giờ quý vị đi đến đây bị cộng tu bị chịu nổi không? Đã cơm họ không có ăn nữa, bây giờ bị đến đây ăn cơm bị ăn nổi không? Không lẽ bây giờ bị vô bị muốn chén cháo bị ăn đó, thôi ta mô với đạo Phật. Mỗi lần đến thì mới mua đồ lại, mà tiền đâu mua. Ở cuối cùng bây giờ đi đến chùa chi nữa, cái chùa nó khổ chết mồ lên đây làm gì? Còn đây nó đầy đủ đến làm ta lo cho mình hết chứ. Nên mình cảm thấy rõ ràng không? Người phước ở đất phước, quý vị có phước quý vị mới đi đến đây. Thấy không? Đó. Nên hiểu nguyên lý này thì quý vị nói Phật tử của chùa mình đa phần có duyên có phước lớn. Đến được an tâm, không có bất an. Còn người trong chùa mình là đại phước báo, mà tại vì họ không biết thì thôi, họ là đại phước báo đó quý vị. Nó bây giờ có nhiều nơi bây giờ mình cảm nhận là không có nước uống, ta khổ cái nào chưa đó. Nên bản thân mình phải nhìn nhận vậy đó. Thì cuộc sống mình đặc biệt lắm, cuộc sống mình rất là vui, mình sẽ có nụ cười, cười nhiều nó vẫn là tốt hơn là đi nhăn mặt. Nhăn mặt làm chi? Nhăn mặt nó nheo quá. Nhăn mặt với nó nheo cái mặt, nheo mặt là nheo sao? Nhân Đức mà mấy năm nay mà nó không gặp một pháp mà nó không biết cười lên mặt như Đức nhìn đấy vậy. Vô mấy tuổi tôi gặp bạn Tài, bạn hết tài. Ô Hiền sao lúc này sao bạn nhìn thấy ghê quá vậy? Lo cho vợ cho con biết rồi, mặt nheo chứ. Thấy chưa? Thấy không? Đó. Nên mình cười nó căng ra. Cười nó bằng ủi, nó ủi mặt mình. Nên có nhiều bà già mà mặt nhăn nheo mà vô chùa, mà chùa mình mà giúp cho bà cười giết mà cái mặt nó gì nó bị nó ủi vậy nè. Quý vị mỗi ngày quý vị lên chánh điện niệm Phật cái giống hịch là quý vị được mát xa mặt. Giết mặt đỡ nhăn. Còn gặp mà mỗi ngày còn cái mặt gì mà nó cười sao quý vị? Chàng ơi chàng, cười cái đó ai chịu nổi? Cười còn hơn khỉ bật má nữa. Đi coi. Đó. Nên quý vị biết đó. Có nhiều người mình nói tưởng đâu là ta cầm điện thoại mỗi ngày là sung sướng lắm. Chàng ơi, cầm điện thoại với cái mặt gì nè? 100% thì cầm điện thoại với cái mặt gì nè? Có nhiều người gặp Nhân Đức nói chuyện chút cầm điện thoại ra ngoài, chút cầm điện thoại ra ngoài, như Đức nói cầm điện thoại ra ngoài luôn đi, giải quyết xong rồi vô đây. Làm như làm ăn lớn quá cầm điện thoại. Tôi hồi xưa tôi chưa xài điện thoại nè, tôi hồi xưa mới đầu tiên xài điện thoại cái trắng đen, cái xanh xanh trắng đen, trên thành phố mới mua cái trắng đen về gớt sóc hoài. Tôi nè nổ nè, vỗ ngực xưng tên số 1 nổ nè. Cầm cái điện thoại trắng đen xài, về quê đâu có ai gọi đâu, mới xài điện thoại có ai đâu gọi. Cuối cùng cài báo thức, vô ngồi chơi với bạn bè, chút cài 15 phút báo thức, cài 20 phút báo thức, nó báo thức. Tao nghe điện thoại chút của mày. Chút chạy mày, tao nghe điện thoại chút của mày. Thằng bạn nói mày ngồi đây mày nghe đại đi, làm như là ban lớn dữ. Chạy ra ngoài nghe, nó tào ra ngoài nói chuyện mới được. Mấy nhỏ bạn nó gọi về nói chuyện này chuyện kia, mà thật sự là báo thức. Có ai gọi đâu. Chảnh trẻ. Bây giờ mà Nhân Đức mà nói ai mà ngồi Nhân Đức mới cầm điện thoại chơi ra vô, Nhân Đức đi ra ngoài luôn đi. Làm như làm giám đốc không bằng. Giám đốc mà gặp tôi còn phá nguồn điện thoại nữa đây. 100% quý vị biết Nhân Đức quen giám đốc ít không? Không ít đâu đó. Gặp Nhân Đức cúp nguồn điện thoại. Ông giám đốc ông lo được cho mấy người,
lo bằng tôi không? Tôi còn không xài điện thoại, ông làm như làm lớn hơn tôi yên bằng. Chạy ra thì vô, thấy không? Phật tử mà đến chùa mình mà cầm điện thoại á, ăn cơm mà chạy ra thì vô. Những đức có ngày những đức cho mấy chú cấm vặn khỏi cho vô nhà ăn cơm luôn cho vị biết đó. Làm như làm việc lớn dữ ghê. Hồi sáng gặp bà già đang ăn cơm như ra gốc cây ngồi, những đức lợi hỏi làm gì cụ? Dạ nghe điện thoại. Có chuyện gì quan trọng không? Dạ gọi cho mấy đứa con. Vậy bà về nhà luôn đi. Làm mà chuyện quan trọng quá. Chèn ơi chèn, người ta nuôi đi 2000 người mà ta còn không xài điện thoại nè. Mà chặt chạy ra chạy vô. Có chuyện gì quan trọng chứ à? Có chuyện gì quan trọng lắm không? Nên những người mà nói mà việc này việc kia quan trọng mà điện thoại lang thang ngồi kế như thế nói đi ra ngoài ngồi chơi đi. Ngồi đây làm chi vậy? Chàng ô lớn quá. Hiểu rồi quý vị ơi, nó không có gì quan trọng quá đâu. Do bản thân của mình cứ lang thang vậy thôi, gì đâu quan trọng. Hôm đây mà mỗi ngày không gọi cuốc điện thoại mà cuối tháng vẫn xài lai rai hoài. Hiểu không? Có gì đâu. Nó cái vị nói ô phải cần liên lạc, phải cần có tin nhắn qua lại với nhau thì mới làm ăn được. Vì cả chùa này 2000 người chứ nó chết hết rồi quá. Chắc nó chết hết trơn rồi quá. Tại vì mình tập nó quen thôi quý vị ô. Tập thành quen thôi chứ có gì đâu. Đó, nên cái gì cũng do mình tập mà ra thôi quý vị à. Do tập mà ra thôi. Nó có câu của nó, thầy ơi, con nghe thầy nói á, cài niệm Phật á, mà ta gọi á, không dễ đâu thầy, nó chữ chết mô luôn á. Mấy đứa làm ăn chung á, nó nghĩ làm ăn chung luôn. Khi nó gọi điện thoại, nó nghe câu Phật hiệu, nó nghĩ làm ăn chung với mình. Nó chữ chết luôn đó thầy. Nó chữ thì nó chết, chứ mình đâu có chết đâu sợ. Thử đi, một cái thằng niệm Phật, một cái thằng chữ đi, coi coi thằng nào chết trước. Hiểu không? Chàng ơi, mình phải ghen. Mình phải ghen kìa. Mình ghen mình lì giết á. Nó làm gì được mình? Mày gọi điện thoại, điện thoại tao điện Phật kệ tao. Mày không nghe mày bít lỗ tai mày lên đây mà mày gọi cho tao làm chi? Thử coi sao. Liều dài kéo vì tin Phật tới các vị sẽ thấy. Phật nói công nhận cái thằng nó tin tao thấy ghê. Cái thằng kia nghe điện thoại mày chữ hả? Chéo, chéo. Sao kỳ vậy trời? Sao tự nhiên mình gọi điện thoại cho bên kia niệm ai với Đạo Phật, mình chữ nó, mình vừa chữ xong cái miệng mình. Chết mày chưa? Cho mày biết nha. Mày dám đụng với ai với Đạo Phật, chết mày chưa? Hiểu không? Nói mày thấy không? Mày thấy cười tới sảng khoái chưa? Quá sảng khoái luôn. Thấy không? Thôi chúc bị an lạc bị ơi. Chúc bị cười nhiều nghe. Cười lớn lên cái coi. Cười thêm. Cười thêm nữa. Cười lớn nữa. Rồi chúng ta hồi hướng nghĩ vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thỉnh độ. Chúc quý an lạc vị ơi. Chúc vị tối hôm nay ngủ ngon nha.